Rồi chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ happyforsa.com. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách để chúng ta tạo ra một cái hiệu ứng kiểu như là comic manga của Doraemon kiểu thế. Đây là hình gốc và đây là hình sau khi chúng ta đã chỉnh sửa. Đây là hình gốc nhé. Đây là trước, sau, đẹp không? Đúng không? Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách để chúng ta biến từ bức hình như thế này thành một cái bức hình có hiệu ứng manga Doraemon như thế này. Nhưng mà trước khi vào video thì nếu như đây là lần đầu em đến với kênh của mình, hãy nhấn nút subscribe, nút đăng ký và nhấn cái nút chuông nhỏ nhỏ để không bỏ lỡ clip nào nhé. Rồi, với cái stop này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn ở ngay bên dưới ha. Stop này của bạn Quang Đăng. Thì những cái stop này bạn có thể tải ngay bên dưới phần description, phần mô tả hoặc là phía dưới phần comment nhé. Và tải luôn đi để thực hành cùng mình luôn cho vui ha. Rồi, để cho dễ thì đây là cái hình mình sẽ sử dụng phần mềm Lightroom ha. Đang sử dụng Lightroom Classic. Phiên bản mình sử dụng là CC 2019 ha, CC 2019. Nếu như các bạn nào sử dụng phiên bản cũ hơn thì cũng không vấn đề gì cả. Mình không sử dụng quá nhiều chức năng mới ha. Rồi, ở đây là sẽ là cái hình mà mình sẽ sử dụng. Tất nhiên ở đây còn rất là nhiều hình khác nữa. Tuy nhiên cái cách dùng thì nó cũng như nhau thôi ha, hiệu ứng thì là như nhau thôi. Ok, như sau. Mình sẽ bắt đầu ở dưới lên ha, rồi cũng sẽ là calibration. Phía này thì mình sẽ muốn điều chỉnh lại một chút xíu về kênh. Có thể ở đây nó hơi khó thấy về phần màu sắc. Cho nên là mình sẽ tại vì cái hình này đang là cháy sáng. Cái style này thì các bạn nên cũng những cái dạng nhưng mà hơi ít chi tiết một chút xíu ha, ít chi tiết để nhìn cho nó tinh tế hơn, tại vì chúng ta có cái bước làm nhòe đi đó. Nếu như các bạn chụp ở một cái hình mà nó quá chi tiết á, có quá nhiều chi tiết, có nghĩa là nhiều cái gai góc hay là như nào đó. Như ví dụ các bạn ra khu vực nhà thờ hay là chùa chẳng hạn, vậy nó có rất là nhiều chi tiết thì các bạn làm những cái hiệu ứng bờ nhòe á, nó sẽ không đẹp nha. Cho nên là tìm những cái nào nó ít ít chi tiết như này thôi. Ở đây nhiều nhất cũng chỉ khu vực cái cây này nọ là hết rồi chứ không có gì nhiều ha. Rồi ở đây thì bởi vì ánh sáng quá gắt cho nên là mình sẽ giảm sáng chút xíu. Highlight có thể là mình giảm hết cỡ luôn. Shadow mình tăng lên bởi vì cái mình muốn là nó có một cái độ nhẹ nhàng thôi, tại vì như hình gọi là hình hình gì nhỉ? Hình manga, hình vẽ hoạt hình hay là như nào đó thì nó không có nhiều, nó không có độ contrast gọi là thực tế giống như là khi chúng ta chụp hình. Cho nên là mình sẽ phá tan cái contrast đó bởi vì mình làm cho contrast giảm lại đó, bởi vì giảm contrast ở đây. Exposure mình cũng sẽ giảm xuống chút xíu và mình sẽ có kết quả như này. Đây là trước, sau. Khá dễ đúng không? Đấy là chúng ta mới chỉnh nhẹ về cái ánh sáng thôi nhé. Chúng ta sẽ còn chỉnh nhiều hơn phía dưới. Vibrate mình tăng nhẹ lên để mình thấy rõ về cái phần màu sắc. Ok, bây giờ mình quay lại cái calibration. Calibration thì đại khái là nó sẽ thay đổi những cái kinh màu ở trong cả cái hệ màu RGB ha. Bạn nào chưa rõ thì các bạn có thể tham khảo cái khóa học Lightroom của mình ở trên website đó. Thì ở trong cái khóa học đó mình có hướng dẫn rất là chi tiết về cả RGB hệ màu như nào, histogram là gì. Thì mình sẽ có rất là nhiều cái gọi là mô tả ở trong đó để các bạn dễ hình dung ha. Ở đây thì mình sẽ tắt bật cho các bạn để dễ này. Đó. Kinh màu đỏ thì ở đây không có nhiều lắm. Green primary có thể là mình sẽ tăng nhẹ lên để mình coi thử. Đây, tăng nhẹ lên để các bạn thấy là cái phần màu xanh lá cây của chúng ta, những cái kinh màu xanh lá cây á, bây giờ nó thay vì nó là màu xanh lá cây mặc định như của RGB thì bây giờ nó sẽ hơi chuyển sang cyan một chút xíu và nó làm cho cái lá cây này nó mát hơn. Đây nhé, đây là trước này. Trước sau các bạn thấy nó nhẹ hơn không? Ha. Tương tự thế thôi, có thể là mình sẽ giảm cái saturation đó cho màu nó nhẹ lại. Blue primary thì các bạn có thể để ý ngay ở đây là khi chúng ta giảm xuống thì cái chất màu của chúng ta nó ấm áp hơn, nó hơi tím tím, nó thơ mộng hơn ha. Đây ví dụ như đó, em tím chuyển lên thì nó sẽ hơi đổi chút xíu. Đại khái các bạn hiểu là ở đây không nói rõ ràng về RGB thì các bạn hơi khó hiểu, nhưng mà đại khái là cái những cái pixel ở trong cái hình của các bạn luôn luôn có red, green, blue ha. Những cái màu đây là thay đổi, những cái màu sắc này là tổng hòa của ba cái màu red, green, blue. Thì khi các bạn thay đổi từng cái kênh, ví dụ như là màu kem thì nó là một chút ít màu xanh lá cây, nhiều màu đỏ và nhiều màu blue chẳng hạn, thế thì các bạn thay đổi cái màu blue thì lúc đó cái màu màu kem của các bạn cũng sẽ thay đổi theo. Các bạn hiểu ý không?
trong khóa học thì mình sẽ giới thiệu kỹ hơn, còn ở đây thì cơ bản là thế ha. Đại khái là ở đây các bạn có thể thấy là chúng ta dẹp blue primary đi thì cái hình của chúng ta nó ấm áp hơn, nó nhẹ nhàng hơn, tình cảm hơn, màu hồng mà. Thì mình nghĩ là như vậy là ok. Đây là trước này, đây là sau, trước sau đẹp đúng không, mát hơn hẳn. Saturation mình giảm nhẹ xuống chút xíu đó, cơ bản thế. Shadow ở đây cái tint thì mình đang cân nhắc cái chuyện thay đổi, bởi vì có lẽ không cần nữa, mình sẽ để về cộng một những kiểu thế thôi. Rồi tiếp mình sẽ thay đổi cái lens correction, bởi vì ở đây mình đang thấy là ta sử dụng cái ống kính là 24-70 mà để tiêu cự 35 thì nó sẽ rất là cong, cho nên là mình sẽ bật cái enable profile correction lên để cho nó đều đều cái bốn cái góc lại. Thì hoạt hình thì người ta không có làm cái hiệu ứng tối góc đâu, cho nên là mình khử cái đó đi, nhìn nó giống hoạt hình hơn ha. Rồi sharpening mình tăng nhẹ lên, masking mình cũng sẽ tăng lên 88-89 gì đó, rồi 98-99 gì đó, cho nó nhiều nhiều chút xíu. Noise reduction mình tăng lên, mặc dù ở đây không có noise nhưng mà mình muốn cho nó gọi là có chút gì đó, nó mềm mịn hơn ha. Ở đây đặc biệt phần xanh lá cây mình muốn chuyển nó sang màu cyan, bởi vì ở dưới thì cảm thấy không đủ lắm. Saturation mình giảm xuống, mình giảm cái màu xanh lá cây đi. Hồi nãy là nguyên cái kênh màu green nhé, còn ở cái color này là chỉ cái nào có màu green thôi ha, nó sẽ thuần về màu green nhiều hơn. Luminance thì đây mình sẽ tăng sáng lên, bởi vì mình không muốn, bởi vì cái cây là cái khu vực có rất nhiều chi tiết, cho nên nếu như mà mình giảm tối, giảm cái luminance ở đây đi á, thì cái phần màu xanh lá cây của chúng ta nó sẽ bị tối và nó làm cho cái màu của chúng ta nó cái hình của chúng ta nó loạn lên, bởi vì nó tự nhiên nó lại thành điểm nhấn trong khi mình không muốn nó là điểm nhấn, các bạn hiểu không? Ở đây chúng ta đang rất ít chi tiết, cây này thì lại nhiều chi tiết, cho nên là mình mới tăng cái luminance lên, tăng cái độ sáng của cái màu xanh lá cây lên để chúng ta bớt tập trung quá nhiều vào cái lá cây, vào cái khóm cây này, nó không phải là gọi là subject của chúng ta ha. Rồi ở đây thì exposure có thể là mình giảm nhẹ đi chút xíu, các bạn có thể bật tắt lên đó. Đây là trước sau đẹp đúng không, đẹp mà. Mình có thể tăng contrast nhẹ lên chút xíu để cho nó đẹp hơn đó, khá ổn á, khá ổn á. Tăng sáng chút xíu đi. White mình giảm xuống, black mình giảm xuống, ok phải đi. Texture mình tăng chút xíu để clarity mình giảm bớt đi ha. Đó và chúng ta có một cái sơ sơ như thế. Ở phần curve này thì mình sẽ làm nhẹ một chút, là phần black của mình nhé, thì mình sẽ không có để nó black hẳn mà mình sẽ đưa đẩy nhẹ lên để cho cái phần black của ta nó có hơi có độ fade, nó hơi nhẹ nhẹ chút xíu, nó không phải màu đen nữa, nó sẽ thành màu xám. Tương tự như vậy với khu vực màu trắng, tại vì mình không biết là những cái phần khác nó có cái chỗ nào cháy sáng hay không, cho nên là mình giảm xuống để tí nữa các bạn synchronize đồng bộ nguyên một cái bộ màu các bạn luôn, làm cho nó nhanh ha. Tuy nhiên làm như vậy á, thì cái contrast chúng ta nó lại bị giảm một lần nữa, thì nó giảm nhiều quá, cho nên là mình sẽ tăng contrast nhẹ lên bằng cách là giảm ở tối và tăng ở sáng một chút xíu thôi. Đó, và chúng ta sẽ có kết quả như này. Đây là trước này, sau, trước, sau ha. Khá ổn ha. Ở đây thì phần màu hồng của cái blue có thể là hơi nhiều quá rồi, cho nên là mình sẽ bớt bớt lại ha, bớt bớt lại. Đó, chúng ta coi kết quả như này. Khá ổn đúng không? Mình cảm thấy là ổn ổn rồi đó, không biết là còn cái nào mà mình cần phải xử lý hay không. Cơ bản là vậy, mình cảm thấy đây phần 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 bầu trời. Phần bầu trời cái phần xanh này á, mình không thích cái màu xanh này, bởi vì mình muốn cho nó cyan một chút xíu. Chuyển cho đây 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 các bạn thấy không? Nó chuyển qua hơi màu xanh 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 cyan, hơi màu green một chút xíu để nhìn cho nó rẻ rẻ chút xíu, bởi vì đây là hình manga mà ha, nhìn cho nó thơm mộng hơn, nó chất hơn. Saturation mình tăng và luminance mình giảm xuống để cho nó dìm xuống, đừng có sáng quá đó, và chúng ta có một kết quả như thế này. Bầu trời như vậy là khá đẹp đối với cá nhân mình không biết gu của các bạn như nào, nhưng mà mình thích như thế này. Mình thích như thế này, nó rất là peace, nó hòa bình cái kiểu. Còn màu xanh da trời bình thường thì nhìn nó nhạt quá rồi. Và cơ bản đối với mình như vậy khá là ổn. Tuy nhiên có thể là mình sẽ tăng shadow ở khu vực người lên chỗ đó, mình tăng shadow nhẹ lên, mình sử dụng cái tool là graduate radial filter, tăng nhẹ là ở phía trong, mình sẽ để invert và mình kéo ra một chút đó, để chắc ăn là mình đã vào đúng ở trong rồi. Ok vậy thôi. Rồi bây giờ mình sẽ xuất cái hình này ra. Trường hợp các bạn cần làm nhanh á, thì các bạn có thể chọn những cái hình khác này, để giữ phím shift click vào những cái hình khác, và các bạn chọn sync, và các bạn có thể chọn all cũng được, và chọn là synchronize để các bạn
sync, có nghĩa là đồng bộ tất cả những điều chỉnh. Tất nhiên ở cái hình mà mình đang hình đang chỉnh á, nó rất là sáng, cho nên là mình giảm sáng, cho nên khi qua những cái hình khác nó sẽ bị giảm theo ha. Thì ở đây các bạn có thể tăng cái exposure nhẹ lên và chúng ta sẽ có cái hình nó ok lại ha. Đó kiểu thế. Ở đây các bạn có thể synchronize rất là nhanh ở đây, giữ phím shift click vào những cái hình khác và đơn giản như vậy thôi. Đó, ở đây cũng tăng xe lên. Ủa, ok, cảm sạch ngược đấy chứ. Cái này chắc người mẫu cố tình. Đây chắc cố tình thôi. Ok, mình sẽ xuất cái hình này ra nha. Xuất export cái hình này ra để chúng ta qua bên Photoshop export. Các bạn có thể edit in cũng được. Test export đi. JPEG quality 100 và chúng ta chọn là export thôi. Post processing có thể là mình sẽ mở cái hình đó lên. Show in Finder và chọn là export. Đó. Để đơn giản một cái là tí nữa nó export xong nó tự mở cái folder chứa cái hình lên, mình mở cho nó nhanh thôi chứ không có gì cả. Nếu như các bạn không có vấn đề gì thì các bạn không cần phải để cái post processing đó. Thì khi mình làm xong nó tự động nó hiện như này này. Mình sẽ vào Open with bằng Photoshop CC 2019 ha. Như các bạn thấy là mình cũng có làm demo trước một chút rồi. Rồi, ở đây thì chúng ta có thể tiếp tục chúng ta chỉnh. Nếu như các bạn làm nó kỹ thì các bạn có thể xóa những cái chi tiết vớ vẩn này đi. Đó, như cái lá này nhìn nó không biết ở đâu chui ra, mình sử dụng cái clone này đi. Những cái rác khác thì có thể mình không chỉnh ha. Nhưng mà các bạn nếu như các bạn kỹ hình của khách các bạn thì các bạn nên chỉnh ha. Rồi, ở đây thì mình sẽ làm cái hiệu ứng nó hơi nhòe và nó ám vàng một chút xíu để cho nó giống như trong comic thôi, giống như là trong cái anime kiểu thế ha. Mình sẽ làm một cái hiệu ứng rất đơn giản và mình đã có video rồi, đó là mình sẽ nhân đôi cái background lên bằng cách bấm Ctrl J. Phím J là phím nằm giữa phím H và phím K. Sau đó các bạn sẽ vào Filter, chọn là Order và các bạn chọn là High Pass ha. Filter, Order và High Pass. Đây các bạn có thể tăng nhẹ lên. Các bạn càng tăng lên á thì cái độ nhòe của các bạn càng cao ha và nó càng ảo. Cho nên là mình không muốn nó ảo quá, bởi vì dù nói gì nói đây cũng là hình người thật, cho nên là ảo thì ảo vừa thôi. Thì ở đây các bạn sẽ chọn là Soft Light ha. Và như các bạn thấy, chúng ta đang có một cái độ gắt ha, và các bạn sẽ bấm Ctrl Y, Y ngắn đó, Y ngắn để cho nó nhòe ra. Hồi hồi nãy là nó nói về cái high pass thì các bạn có thể qua cái video mình, có thể là mình sẽ để ngay ở phía góc này đó, thì mình sẽ giải thích kỹ hơn, nhưng mà đơn giản các bạn hiểu như thế ở trong video này ứng dụng thôi ha. Thì ở đây các bạn có thể thấy là ngay lập tức cái chi tiết của chúng ta nó sẽ nhòe ra và mình đang cảm thấy cái này là nhòe quá. Mình sẽ xóa đi, mình sẽ làm một cái hiệu ứng nó ít hơn thôi, ít hơn. Hồi nãy là tới 9.1 đúng không, mình sẽ để là 4.6 thôi, ít ít thôi, đừng nhiều quá, 5.0 đi. Rồi, Ctrl Y cái cũng được, rồi chúng ta chuyển qua Supply. Đó, và chúng ta có cái hiệu ứng là mình cảm thấy như vậy là ổn hơn chút xíu, ổn hơn. Mình đang muốn là tăng lên chút nhưng mà thôi kệ, mất thời gian quá. Rồi, sau khi xong rồi thì ở đây các bạn sẽ làm cho cái màu của chúng ta nó ám vàng hơn. Ám vàng nhưng mà mình muốn nó ám vào những cái khu vực bị nhòe. Cho nên là mình sẽ sử dụng công cụ là Gradient Map ha. Các bạn click ở ngay phía dưới này. Các bạn chọn là Gradient Map hoặc các bạn vào Layer, New Adjustment Layer và các bạn chọn là Gradient Map ha. Gradient Map chứ không phải là Gradient nhé. Ở dưới này có Gradient, không phải Gradient nhé mà Gradient Map. Ôi mình tắt không báo rồi mà sao vẫn còn. Rồi. Rồi các bạn click OK luôn để nó hiện ra ở đây. Thì Gradient Map này thì mình cũng có tốt rồi. Đại khái là nó sẽ tự động nó tìm ở trong cái ảnh của các bạn những cái khu vực nào từ tối tới sáng để nó thêm cái màu từ trái qua phải tương ứng với tối tới sáng ha. Thì với vùng tối mình sẽ không thêm màu, cái phần màu vàng mình muốn thêm là thêm vào phần highlight ha, thêm phần highlight. Cho nên ở đây á, tí nữa mình sẽ chuyển cái gradient map này thành soft light. Đối với soft light á, thì những khu vực nào có sắc độ sáng hơn ảnh ở dưới á, thì nó sẽ làm sáng. Còn những cái khu vực nào có tối hơn so với layer ở dưới thì nó sẽ làm tối layer ở dưới. Cho nên là ở đây mình chỉ muốn nó vào khu vực highlight thôi ha. Có nghĩa là ở đây nó sẽ màu vàng, đơn giản thế. Mình sẽ chọn đây là màu vàng cho các bạn dễ hiểu, có thể là hơi xem xẹp đó, như vậy đi. Đó, các bạn thấy không? Phần sáng nó sẽ là màu vàng và phần tối nó đang bị ám màu đen. Mình không muốn thế. Mình muốn phần ở phía tối á, nó không màu ha. Nó không màu thì cách làm rất đơn giản. Hồi một là các bạn chọn ở đây là opacity là 0% ha. Nhưng mà như vậy thì đơn giản quá, ai cũng làm được, con nít làm được.
và chúng ta làm nâng cao hơn. Các bạn click ở dưới này, các bạn chọn ở đây là màu xám 50% cho mình. À, để cho nó dễ thì các bạn có thể chọn ngay ở trên đúng không? Nếu như mà tay thì các bạn có thể quét ở đây cũng được. Còn không, cho nó dễ các bạn để hat là không, hue không, saturation bằng không và black là 50. Đó, và chúng ta chọn là ok. Đó thì các bạn sẽ thấy chúng ta có ám màu như này và các bạn click ok. Đó. Thì bây giờ các bạn sẽ chuyển cái này thành soft light và các bạn sẽ thấy ngay là cái màu của chúng ta nó sẽ bị ám như thế này. Khá là đẹp đúng không? Và mình sẽ muốn cho cái gradient map này chỉ áp dụng vào cái layer high pass vừa nãy thôi. Cho nên các bạn sẽ click chuột phải vào cái gradient map này, click chuột phải vào nó nhé và chọn là create clipping mask, create clipping mask ở đây, hoặc là click vào phím alternate, alternate phím alt trên bàn phím đó, hoặc là phím option trên máy Mac. Các bạn click vào ngay giữa hai layer này đó, các bạn giữ phím alternate nó sẽ hiện ra cái icon này đó, các bạn click vào ngay giữa nó sẽ áp dụng rồi ha. Thì bây giờ màu của chúng ta nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Đây là trước này, đây là trước khi không có nhé, đây là sau, trước sau trước sau, nhẹ không, nhẹ, và mình đang muốn cái đó nhìn nó rất là nhẹ nhàng ha, nó đẹp hơn. Rồi, ở đây để cho nó giống comic hơn thì mình sẽ sử dụng một cái filter rất là lâu đời của Photoshop rồi, đó là Ori Paint. Cái filter này từ CC 2015 tới CC 2018 là không có bị lược bỏ. Còn nếu như các bạn sử dụng CS6 hoặc là Photoshop 2020 thì nó sẽ có ha. Mới không hiểu tại sao Adobe bỏ hay là bỏ xong quên kiểu thế. Rồi, thì nếu như các bạn sử dụng CS6 hoặc là Photoshop 2020 thì các bạn sẽ vào filter, chọn là style và các bạn chọn là oil paint ha, oil paint. Ở đây mình mới nhân đôi cái background lên lần nữa rồi đó. Rồi, ở đây các bạn sẽ có ngay cái demo như này. Mặc định thì đâu rồi, mình sẽ click chỗ nào về mặc định nhỉ? Ở đây không có lưu mặc định rồi. Mặc định nó sẽ có highlight này, rồi bristle detail các thứ rồi tăng lên rất là nhiều. Đó, bristle là những cái phần cái hạng mục nó kiểu như là vẽ lên như thế này nè. Đó, các bạn thấy cái vết vết hằn không? Thì ở đây mình không muốn ha, mình không muốn cái bristle detail này, ít thôi, nhìn tởm lắm, cho nên là đó kiểu thế ha. Clean light, mình sẽ giảm xuống chút xíu, clean lightness, độ nét đây. Đó. Rồi giảm xuống, tắt cái highlighting này lên nha, tắt đi để cho nó nhẹ hơn. Đó, chúng ta có kết quả như này, ít ít thôi nhưng mà rất là ạc, và chúng ta click ok. Đó, và các bạn xem thử ở đây này, đây là trước sau trước sau trước sau, đây nhìn nó vẫn khá là đây, trước sau này trước sau, tại vì khu vực này quá nhiều chi tiết cho nên nhìn nó hơi dị hợm một chút xíu. Đó thì đây là trước sau này, khá ổn đúng không? Đối với mình thì mình nhìn khá ổn đó. Rồi, ở đây các bạn có thể thêm cái typo hoặc là như thế nào đó nữa thôi ha. Thì đây là hình đâu rồi, mình có lại cái hình gốc hồi nãy mình mới export ở ngoài desktop. Đây, đây là hình gốc. Đó, mình sẽ để cái hình gốc này lên trên. Đây. Thì đây là sau khi chúng ta làm và đây là trước khi chúng ta làm. Sau này, trước sau, và tất cả những cái này các bạn có thể áp dụng tương tự với tất cả những hình khác ở trong cái bộ màu này luôn, cái bộ bộ stock này luôn nhé. Stock này thì mình có chia sẻ trên cái link ngay dưới phía dưới phần description vậy, hai bạn mẫu này ngay phía dưới phần description, phần mô tả đó, thì các bạn có thể tải về và thao tác cùng với mình. Hiệu ứng này nó không quá khó ha, chủ yếu là chúng ta blend màu bên Lightroom và xử lý hiệu ứng ở bên Photoshop, thì toàn bộ bước nó chỉ đơn gọn như vậy thôi. Mình giải thích thì nó có thể hơi dài dòng nhưng mà bởi vì có nhiều bạn nói là mình làm nhanh quá cho nên các bạn không hiểu, thì đó thì mình nói hơi dài dòng, tới đâu phân tích tới đó, thì hy vọng các bạn hiểu và chúng ta có thể áp dụng được cho hình của các bạn nhé. Thì đó toàn bộ video này, không biết các bạn có thích không. Nếu thích hãy nhấn nút like và subscribe và chia sẻ video này cho bạn bè cùng biết nhé. Sẵn quảng cáo luôn là mình có cái khóa học ở trên khóa học về Lightroom ha và khóa học về Photoshop. Nếu như các bạn muốn học một cách bài bản, học một cách chi tiết, bởi vì trong hai khóa học đó thì mình sẽ chia sẻ đầy đủ kể cả những cái ứng dụng về hình ảnh, về cách kiểm soát histogram, cách màu sắc hoạt động như thế nào, rồi cách ứng dụng từng công cụ và nó hoạt động như thế nào với hệ màu sắc ở trên máy tính, và xác định mục tiêu để chúng ta có thể blend màu được, có thể sử dụng
Photoshop và Lightroom để chúng ta chỉnh ảnh phong cảnh được, chỉnh ảnh chân dung được kiểu thế, hoặc là blend màu được. Có thể là các bạn thích nhất cái blend màu. Thì đó là toàn bộ ha. Thì mình hy vọng là các bạn sẽ quan tâm, và nếu các bạn thích hãy nhấn nút like. Và ở phía dưới này sẽ có rất là nhiều video khác mình đã từng làm, các bạn có thể click vô để coi tiếp nhé. Thì toàn bộ video, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bye bye. Mình là Phong từ HB Photoshop.com. Bye bye.